Xin chào các bạn trở lại kênh bảo vệ chó của mình. Thì mình có mấy chú chó thật cũng tội nghiệp nên mình cũng thường cho nó ăn uống đầy đủ các bạn. Thì hôm nay mình sẽ với hai chú chó mập. Đây rồi. Thôi nó không chịu lại đây tiếu. Đó, hai đứa đang lụm cái gì xé cái miếng vải lau chân nữa bạn. Thì hôm nay mình với hai chú chó này sẽ làm món đơn giản các bạn, món củ cải muối các bạn, rồi ngâm ra rồi xào chung với khóm với hột vịt vô quẹo quậy chung các bạn. Thì món đó kêu bằng sáo bấu. Thì của cũng mình người nhà mình cũng hay ăn thường với nó các bạn. Bây giờ vô bếp mình làm các bạn. Bây giờ mình có một chiếc khóm các bạn. Đó, chiếc khóm với hai chiếc hộp vịt. Với một số củ cải muối. Bây giờ mình sẽ sắc củ cải muối ra nhuyễn nhừ luôn rồi mình bóp với nước nóng các bạn. Chứ giờ là nó mặn dữ lắm các bạn. Đó, nó mặn dữ lắm á, mình phải sắc mỏng mỏng vậy nè, mình sắc hết này luôn nhau. Rồi sắc một hồi các bạn bỏ vô nước ngâm. Rồi bây giờ tiếp tục mình gọt cái khóm các bạn. Gọt khóm. Mình không quen là gọt lạng mắt đâu các bạn, mình gọt hơi sâu vô xíu là bỏ miếng thịt đi, có công có gì đâu, đó là mất hết mắt luôn, đó tóc hành hồi đó dạng như khổ khổ hoặc để làm cho đẹp đẹp các bạn. Mình lãi theo mất mắt này nè, lãi qua lãi lại nè. Đó, mình cũng biết làm nhưng mà làm lâu quá. Cái này đó mình ham ăn, mình với gia đình cũng còn hồi xưa trái khóm là ít có trên thị trường các bạn. Thì mình ăn luôn cái mắt khóm luôn là rác lưỡi gần chết. Còn bây giờ bây giờ mình gọt khóm các bạn, chẻ làm bốn đi. Rồi, này như đây được rồi, lát như đó ai ăn sống ăn. Bây giờ mình bỏ vô cái tô mình ướp miếng đường các bạn. Bây giờ mình phải ướp đường. Tại vì trong củ cải muối lạc cái nào lạc nhưng mà nó cuối cùng nó có cũng có hương vị muối sẵn các bạn. Nên khi các bạn xào chung với cái này là nó đừng bao giờ bỏ vô cái gì mà liên quan tới muối hết là được, nó mặn sẵn nè. Thôi bây giờ mình xào các bạn. Sau khi mình đã ngâm hơn tiếng hồ nãy giờ lâu rồi, giờ mình xào thôi, phi tỏi rồi lên cho dầu nó cho chảo nó nóng lên, cái nước nó rớt xuống nó không bị nhảy các bạn. Món này đơn giản ai làm cũng được các bạn.
Rồi bây giờ mình đập tỏi. Vô. Bây giờ mình bỏ củ cải vô bạn, cái này dễ dàng lắm á. Rồi xong. Xong phước. Xào một chút rồi cho mình cho thêm miếng đường các bạn ơi. Đường với bột ngọt. Đó. Tại vì cái thành phần này rất là nó coi vậy chứ nó còn mặn mặn chứ nó không thể nào hết mà mặn được các bạn. Nếu mình ngâm qua đêm á, mình chiều mình sắt á, mình ngâm qua đêm khoảng mấy tiếng đồng hồ á thì có thể là nó lạc được 90%, 90% luôn á, nhưng mà nó cũng vẫn còn 10% là nó không thể nào hết được, tại vì cải muối mà các bạn. Cải muối lúc nào cũng có hương vị mặn rồi. Đó, xong rồi giờ mình bỏ sớm vô các bạn. Món lạ lùng không? Món này kêu là món lạ lùng các bạn. Đổi kiểu ăn. Này bây giờ là nếu mà mình sắt hành mình bỏ vô rồi miếng cái này có thêm hành phi nữa là ngon. Cũng có là thôi. Vậy là xong rồi một món đó các bạn, nhưng mà bây giờ mình làm theo kiểu lạ lạ nữa, mình dục phòng dịch vô. Mình sẽ làm một món lạ nữa. Nó khớm bây giờ mới chuyển màu là mình dục phục dịch vô các bạn. Phục dịch thì mình rồi cứng vậy. Rõ mặt giờ với tôi tài. Cái bàn tay của tôi giờ hột vịt mà bẻ nó không đứt luôn à, yếu dữ vậy tài, chặt cho đứt luôn. Ăn củ cải mà có xương hột vịt nó bể rớt chổng đó các bạn. Giờ mình xào là đã thành cái món sáu bấu rồi đó. Hồi xưa bà nội mình khoái ăn món này lắm các bạn, rồi chỉ cho cả nhà mình ăn. Đó, cái món lạ lùng không, nhưng mà rất là ngon các bạn. Rồi cuối cùng mình sẽ dùng kéo mình cắt hành mình bỏ vô. Ngon chưa? Đó bây giờ nó chín rồi các bạn. Đó. Ngon chưa? Ngon chưa các bạn? Đó, thơm phức luôn, đủ màu sắc luôn các bạn. Thôi bây giờ mời các bạn ăn chung cùng mình nha các bạn. Đó, bây giờ thử mình cho mấy chú chó của mình ăn thử coi. Ngon chưa? Rồi tụi con ăn miếng nữa nè. Con bé mật con sâu con đi vòng vòng rồi sao con có đồ ăn tới con này nó ăn một mình hết rồi. Nên từ từ thôi nóng con. Đó bây giờ mình mời các bạn nha các bạn. Đó ngon chưa? Bây giờ mình bới vô cái chén các bạn.
Lâu lâu mình làm soạn lại món cũ ăn coi làm sao. Ăn coi coi tay nghề nấu tới đâu. À, nghe mùi thôi là đủ ngon rồi. Thôi mời các bạn ăn nha. Không có mặn các bạn, béo béo của hột vịt, chua chua ngọt ngọt của khóm với đường ướp sẵn, thơm của hành, củ cải thì rất giòn các bạn, nó hơi nhạt nhạt, nên có lạ lạ của vị muối các bạn. Này mình để ăn cơm chứ không phải ăn chơi là cũng được nhưng mà không ngon bằng ăn cơm. Quá quá đã, lâu lâu đổi món ngon quá. Ừ, cho mấy đứa này miếng á. Hột vịt nó chìm xuống hết này, cái miếng này có hột vịt nhiều nè. Này cha lựa có hột vịt cho con ăn đó. Thằng kia là đang nè, thằng kia đâu, con kia đâu. Ồ, quá trời luôn nè, ăn đấy, ăn đấy. Mình làm miếng nữa các bạn. Đó, mời các bạn nha. Ngon quá. Cái này ăn chay thì mình khỏi bỏ hột vịt vô các bạn, còn nếu ăn mặn thì mình bỏ hột vịt vô là xong. Này hồi đó mình cũng ăn, nhiều lần rồi mà các bạn. Đơn giản ngon mà nó hơi cực rồi nha, cái củ cải mình phải ngâm qua đêm á, còn mà ngâm liền như mình là nãy nè, ngâm một lần nước nóng, một lần nước lạnh, rồi xả lại cái nước lạnh cái nữa là ba lần ngâm, còn giò còn nhồi từ lưa từ lưa. Quá quá ngon. À mà các bạn nha. À, hết rồi hả? Hết rồi. Mấy đứa này cái gì cũng ăn rồi, tội nghiệp không? Mình có mấy chú chó tội nghiệp, cái gì cũng ăn được hết, ghê không? Nè. Rồi để em ăn. Dứt liền, con chậm quá mà. Nói chung nó ỷ nó mập là nó không thèm ăn các bạn. Thôi mình làm cái nữa mình nghỉ các bạn. Ngon quá. Đã. Nó không có ra cái hương vị gì hết. Mà nó ra một cái loại lạ lạ các bạn. Nó cái mùi hương vị của cái muối mà nó hòa quyện vô khóm, rồi hành lá, rồi miếng đường, rồi tỏi thơm, phi thơm lên nữa, trời nó thơm, nó lạ lùng, ăn hoài không 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 ngán các bạn. Mà cái này tại nó có thịt gì đâu ngán mà vậy mới ngon. Các bạn thử lâu lâu các bạn đổi món về coi, cực kỳ luôn á. Quá ngon quá ngon. Hết rồi, con kia để dành nhà mình ăn các bạn. Thôi xin chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha các bạn, và các bạn thích thì đăng ký kênh ủng hộ tôi các bạn, để tôi có thêm động lực mình làm những video mới các bạn.
Rồi, xin chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc. Thôi, xin chào.